nên sử dụng giấy dán tường hay là tấm nhựa nano? Để quyết định lựa chọn dòng vật tư nào cho trang trí trần tường của nhà mình thì nó cần căn cứ theo nguồn tài chính, ứng dụng của nó và hiện trạng tường trần của nhà mình đang ra làm sao. Và trong video ngày hôm nay, Hạ sẽ chia sẻ với các anh chị 5 yếu tố để chúng ta có thể quyết định được rằng là nên lựa chọn dòng vật liệu nào phù hợp nhất cho không gian của nhà mình. Và xin chào các bạn, mình là Lê Hạ Haroma. Các bạn thấy video hữu ích hãy ấn đăng ký kênh để cùng tương tác với Hạ được tốt hơn nha. Anh chị em nào đã đăng ký kênh rồi thì cho Hạ một like để Hạ chia sẻ được thật nhiều những thông tin hữu ích hơn nhé. Yếu tố đầu tiên mà mình cần phải xét đến đó chính là ứng dụng. Hai dòng này thì nó có tính ứng dụng rất là cao. Với giấy dán tường, mình có thể ứng dụng làm trần và làm tường. Còn tấm nhựa nano thì cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên thì ứng dụng của tấm nhựa nano sẽ được đa dạng hơn so với giấy dán tường. Ở một điểm đó chính là với những khu vực tường và trần nhà đã bị ẩm mốc thì chúng ta hoàn toàn có thể ốp trực tiếp tấm nhựa nano này lên mà không cần phải xử lý ẩm. Nhưng với giấy dán tường thì chúng ta cần phải xử lý ẩm, bởi vì cách thức thi công của giấy dán tường này sẽ là sử dụng keo sau đó bôi mặt sau, bôi lên trên tường và mình mới ốp giấy dán tường lên. Với cái cách thức như thế thì tường mà bị ẩm mốc thì nó sẽ gây ra tình trạng đó là tuổi thọ của giấy không được cao. Vì vậy đây là hai cái điểm rất là khác nhau. Và các bạn biết không, tấm nano xét về ứng dụng thì nó là khắc tinh của ẩm mốc. Và sang yếu tố số 2 đó chính là tuổi thọ. Tuổi thọ của giấy dán tường thường nền nếm trên 15, còn tuổi thọ của tấm nhựa nano theo như thông số kỹ thuật của nhà máy đưa ra sẽ là trên 20 năm. Với thành phần cấu tạo chính của nó sẽ là hạt nhựa kết hợp với cả bột đá. Đây là hai thành phần cấu tạo được coi là bền vững nhất. Vậy nên nếu như mà chúng ta sử dụng trong nội thất và ốp cho trần và tường nhà mình thì sử dụng 5 năm, 7 năm nhìn nó vẫn còn như mới. Và mình cùng chuyển sang yếu tố số 3, yếu tố mà chắc chắn rằng các anh chị đang mong chờ nhất, đó chính là giá thành. Giá thành của giấy dán tường rẻ hơn khá là nhiều so với cả tấm nhựa nano. Với giấy dán tường hiện nay nó đang có dao động tầm từ vài chục nghìn một mét vuông đến vài trăm nghìn tùy theo từng loại giấy là khác nhau. Còn với tấm nhựa nano đang có trên 100 nghìn một mét vuông tùy theo độ dày khác nhau. Thông thường giá của tấm nhựa nano sẽ cao hơn so với giấy dán tường tầm khoảng 2 đến 30 nghìn một mét vuông. Số 4 đó là phương pháp thi công. Thi công của giấy dán tường sẽ là bôi keo vào mặt sau, sau đó dán trực tiếp lên hệ tường hoặc là trần. Còn với tấm nhựa nano thì mình sẽ sử dụng khoan bắt vít và những con ke, khoan bắt vít trực tiếp lên tường hoặc là trần, hoặc là hệ khung xương của chúng ta đã được chuẩn bị là khung xương sắt hộp hoặc là khung xương thạch cao. Hai phương thức thi công này thì xét chung ra giấy dán tường sẽ thi công được nhanh hơn so với cả tường nhựa nano. Tuy nhiên thì để xét về độ bền vững thì tường nhựa nano sẽ chắc hơn rất là nhiều. Và yếu tố cuối cùng, yếu tố quyết định đến khả năng thẩm mỹ của ngôi nhà của mình, đó chính là mẫu mã. Mẫu mã của giấy dán tường và tấm nhựa nano thì gần như là chúng ta không phải bàn đến. Đây là hai dòng vật liệu mà có cái sự đa dạng về mẫu mã rất là lớn. Giấy dán tường nó sẽ thiên nhiều hơn về những màu hoa giấy tạo ra với phong cách sang trọng đến những phong cách dân dã đều có thể đáp ứng được. Còn với tấm nhựa nano, ngoài những cái màu hoa giấy ra, nó còn có thêm cả những cái màu vân đá, vân gỗ, nhìn rất là giống gỗ tự nhiên. Với cái sự đa dạng về mẫu mã như thế này nên nó được ứng dụng nhiều hơn tại các cái vị trí các ngôi nhà khác nhau, từ những người dân thông thường đến những anh chị nào đang cải tạo nhà cũ và những người đang xây nhà mới. Và vừa rồi Hạ vừa tổng hợp cho các bạn 5 tiêu chí rất là quan trọng để chúng ta quyết định lựa chọn dòng vật tư nào cho ngôi nhà của mình. Mình xin tổng hợp lại một chút nha. Giá của giấy dán tường thì rẻ hơn một chút so với nhựa nano. Về cách thức thi công, giấy dán tường nhanh hơn, nhưng mà thi công tường và trần nhựa nano thì lại bền vững hơn. Và tuổi thọ của tấm nhựa nano thì cao hơn hẳn so với các dòng vật liệu thông thường khác, đặc biệt là so với giấy dán tường. Nhưng có một điều quan trọng hơn hết, đó chính là tấm nhựa nano nó rất là phù hợp với khí hậu Việt Nam hiện nay. Nó khắc tinh của ẩm mốc, nó chống được ẩm mốc mối mọt cong vênh, điều mà những dòng vật liệu thông thường khác ở Việt Nam hiện nay đang có thì không giải quyết được. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời mà nano mang đến cho chúng ta. Và mình tin rằng những thông tin vừa rồi đã giúp ích cho các anh chị trong việc lựa chọn ra những dòng vật tư phù hợp để trang trí cho ngôi nhà của mình. Và Hạ có một món quà cho các anh chị đây. Vào 18h45 phút ngày mai, Hạ lại tiếp tục ra thêm những video mới, chia sẻ thêm về dòng vật liệu mới để các anh chị em nhà mình có thêm những cái nhìn và lựa chọn những vật tư tốt nhất cho không gian của nhà mình. Để không bỏ lỡ những video đó, các anh chị hãy ấn một nút đăng ký kênh, ấn một nút hình quả chuông để là người đầu tiên nhận được những video tiếp theo của Lê Hạ Haroma nha. Bây giờ thì Hạ xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.